đơn hơn. Bài mở bài nội dung như thế nào thì anh sẽ dẫn cho người em chỉ việc ở nhiều vậy là cái ông đầu tàu bị lên ông giáo rồi hả? Đi lên ông giáo. Có nghĩa là mình lên cơ quan chức năng, lên cơ quan chức năng đó biết thôi chứ mình không biết. Nhưng nếu mà suy nghĩ để bây giờ hôm nay gặp chị Ni thì nó lại như thế này. Nếu như bà ấy bình tĩnh ra thì cứ để chị Ni làm việc với đàn guitar thì chính là chị đang giúp bà ấy. Đàn guitar cũng kiện bà ấy. Bà ấy thì ăn đơn. Nhưng chị lại đánh cho đàn guitar một vố đúng không? Rõ ràng bây giờ chắc chắn là rõ ràng đó nghĩa là có phải những là cái chị clip trước đây chỉ đem cái hình ảnh của chị lên có loan và chắc chắn khi bây giờ chị tuyên bố. Nhưng mà chị cũng xin lỗi những người mà họ sợ là họ nói chị với loan á, là tại sao dù gì trước đây chị cũng trong không, chị không bao giờ trong team của chị, chưa bao giờ trong team của loan, chị không gọi là team được mà là gọi là team được mà yêu thương đến với nhau. Cái đó chỉ là khán giả lúc đầu á. Nhưng mà chắc chắn lần này là chị anh hai. Bởi vì team là tất cả mọi thứ đi lên là em thấy là đi quá xa. Chị vô đường cùng, em hiểu không? Chỉ là cái người khởi xướng cái câu chuyện lên, xỉa xói người ta, thêm người ta, rồi lại chỉ trích người ta. Thì tất nhiên chỉ là cái người ép chị làm, chứ không phải là vô đường cùng sao? Bây giờ nếu chị cứ tiếp tục như vậy thì tất nhiên là chị cứ loan với anh hai luôn à. Anh hai luôn thì cái chuyện ghi âm là anh đã làm, anh vô đường cùng làm. Còn cái chuyện loan của chị nó không bỏ qua rồi. Có nghĩa là không phải không bỏ qua mà giống như bây giờ chị đã như vậy rồi thì không phải là em thấy chị như vậy rồi em dồn chị, không phải. Mà chị ép tụi em phải như vậy. Hết tình thì hết nghĩa. Tại vì mỗi một lần thì em hiểu người ta không động chị, em tới mình mày lần hai, lần ba, lần tư thì cái sức chịu đựng nó có hạn chứ. Không, những cái mặc đó, dù chị không đó. Có để ý đi, không có quan tâm tới, nhưng mà nói nhiều quá. Tại vì hình ảnh của mình, tên của mình được đem lên cho các bạn như vậy. Mà muốn bây giờ chỉ có bây giờ sao hay chửi lộn lại, chị cũng không chửi nữa. Bao nhiêu là có dụng nó, chỉ có dụng nhờ đến cho mấy tháng thôi. Vô ơn cái gì, bà có mấy lá đơn mà bà Loan biết bao nhiêu lá đơn người ta còn chưa nói gì. Nói như chị Cảnh biết bao nhiêu lá đơn người ta chưa nói gì. Tất cả những cái vấn đề pháp lý Ni và Hồng Loan là trong phòng thầm lặng lẽ khán giả đều không ơn khán giả. Có một điều chị muốn chia sẻ như này. Em biết tại sao 8 tháng qua chưa bao giờ chị gửi một cái tin tiêu cực nào cho nó coi em? Mà chị cứ lên livestream chị nói nội dung của không biết không? Cái đó em có nghe chị nói. Người ta hỏi, Ủa Ni nó nói gì vậy? Chị Ni sao em không biết? Có nghĩa là người ta nói nó, chị không cần phải gửi cho nó, chị lên livestream chị nói luôn. Thì cái nó hỏi chị, thì chị mới nói nè, ở nhà mày la năm đứa nhỏ đi. Cái việc tao lên livestream, tao nói cái gì mày đừng nói gì đó, miễn không hại tới mày là được rồi. Bà hay bà mới đâu thấy mình livestream mới đâu bà mở lại bà coi bà nghe bà nói ủa chị Ni người ta có nói em hả thôi nói chung là bây giờ em cứ lo năm đứa con đi giờ cứ lo làm ăn thôi còn mọi chuyện để mà mẹ lo mẹ tụi tao về nghe mày giống như chị nói với em bạn tốt là như vậy không phải là mình đem tiền phúc tới mà mình không giúp được gì mà mình đem tiền phúc tới nữa giống như cái cảnh nè đó chị cũng tâm sự với em đúng không đâu phải không có người nói đâu có những nick giả vô chị Ni ơi em làm cái chuyện cái chiêu bài vậy nè chị em thương chị lắm nhưng chị đừng có tin thằng này thằng kia vậy đó chị đó chị mới nói là thôi bây giờ chị nói với em nghe vậy thì chị mới trả lời có đời này chị gửi qua cho em sẵn tiền chị nói cái nào em sao người ta nói em vậy ủa em ơi em có vậy hả chị đâu có thể làm chị tụi em được còn đâu có thể lớn hơn rồi đã có kinh nghiệm sống mà nếu vậy lúc nào cũng bị tác động mà không thể nào mà đi bên ai bền vững được hết á cái người ta cũng nói ngoan ủa lâm ngoan tại nói mày vậy đâu mày ngon chị đâu có thành thời gian để hỏi ngược lại bạn mình hay là em mình chơi nó thì mình có ai nói xấu rồi có ai gửi tiền cho em không mà chị xấu không có ai gửi tiền cho em không có ai nói xấu em qua nếu mà có ai mà gửi tiền cho em thì em cho người đó ra chị sao kê liền chắc chắn khi mà ở sân kê chị sẽ trình bày với em tài khoản cá nhân của chị liền ví dụ có ai nó ở nước ngoài nè đi tôi gửi tiền cho Trí Cảnh nè đi tôi gửi tiền cho Stan Vlog nè hay là Tài 66 nè hay là Y Nguyên nè đó mấy kênh này đó gửi cho YouTube mà chị lặng nha chị lẹm đi là chắc chắn một điều chị phải sao kê rồi đó
đơn giản chị không phản biện, chị lấy lại danh dự của chị là chị sẽ sao kê đơn giản thôi. Đúng rồi, phải chứng minh giống như những cái gì chị không nói nhưng mà chị sẽ hành động thôi. Không, à, mình đến với nhau với câu chuyện này chị có hành động với chị Mina lá đơn này chị. Đây là cái đó. Vừa nãy chị nói rồi đó, chị nói mày là chị xin lỗi trước tại vì ví dụ như ví dụ như nè, anh đơn của chị. Anh đơn của chị là hồi giờ chưa qua lại. Nhưng ít nhất chị đó đi, chị không có nói tới những mấy cái người mà họ thâm hiểm, họ cứ họ sơ hở là chụp như vậy á. Đúng rồi, chị mình sao mình sao đi. Lúc này về đó, xong rồi ở Hà Nội về đó. Thì ví dụ chị có cái gì để chị kiện, chị cứ kiện. Còn vấn đề chị đã đem hình ảnh chị lên, chị đem lên, chắc chắn là chị sẽ có cái lá đơn rồi. Và chị xin lỗi những người yêu thương và những người có những thắc mắc là tại sao chị phải làm như vậy. Thì chị đã lên giải thích hôm nay cũng như có sẵn cơ hội này thì chị nói luôn. Là chị buộc chị phải làm, chứ không phải là chị tự động mà chỉ cùng cùng thấy người ta kiện rồi chị kiện theo là không phải. Rồi bà thích thì bà băm tôi với bà Ni nha, bà Minh Su. Bà thích, bà thích gọi tôi gọi tên đúng không? Gọi luôn. Rồi rồi rồi. Cho bà ăn bây giờ. Rồi rồi. Nó đâu. Nghe đi. Long đang nghe mày. Gọi tên mà bà vô nước biển đó. Không biết nói thẳng ra thì chị nhìn nên hiểu một chút là con người có chứ có giới hạn không à. Người ta nhìn nhún nhường mình không có nghĩa là người ta sợ mình. Mới đường bên kia thôi mà nhìn lên mình xuống thì đã có thời gian quan trọng với nhau. Còn chị ấy muốn làm gì thì chị cứ làm. Nhưng mà mình tin rằng là những cái câu chuyện pháp lý giữa Ly và Hồng Loan là khán giả hiểu. Ý là nghe lời bên kia thích chị để cho chị nói. Rồi em thấy mà khi mà chị phát ngôn á, chị nói chuyện chị có nói tên ai, chị đứng thành ai không? Từ đầu tới giờ chị đâu có nói với chị. Tại chị em hiểu luật pháp mà chị bảo vệ thì phải em hiểu luật pháp chứ. Chị bảo vệ mà chị không em hiểu luật pháp đến một ngày chị bị là do lỗi của chị. Chẳng lẽ chị tắt nói chị là đại diện phát ngôn của Loan mà chị không em hiểu luật pháp, chị để bị ai đẩy mình vào phòng đạo lý? Tất nhiên chắc chắn là lỗi của chị, đâu phải lỗi của Loan, đúng không? Đó rồi em thấy nó là cái này vô tư ăn quá nó. Thậm chí bây giờ người ta tới người ta hại nó cũng biết chị đưa cái đá nó ra đi ăn con, không có suy nghĩ tới con. Bây giờ năm đứa con đi làm cái gì tương lai ổn định cuộc sống gì đó, cứ thấy con của chị đi cũng chị đi. Thì em thích con của em nó học hành giống như đó, thấy nói tiếng Anh rồi thấy nói tiếng Nhật rồi gì đó, rồi con cái thì điều gì đã biết đó. Rồi em của con em muốn tin em muốn như vậy đó. Thì chị nói với nó là em hướng với tụi nó, có nghĩa là mình bây giờ mình không thật tới nơi đến chốn. Thì bây giờ tới cái tụi trẻ bây giờ cái thời tụi nó thì em đầu tư cho nó, ví dụ đầu tư cho nó tiếng Anh, học ngoại ngữ vào rồi khuyến khích nó nhưng mà đừng ép nó vậy đó. Thì đi biết 4 năm tiếng tiếng thì nó gì học không tới nơi tới chốn mà. Nói nó nè, nói nó. Rồi nói là thấy con của chị đi em mê quá ha. Thì bây giờ em thích tin rồi bé rồi mình nhìn kem buôn rồi đó. Mình thấy chị Loan giỏi tiếng Anh lắm mà. Học thôi, nhớ là do thấy đó. Rồi học để cho mà lớn lên thành tài, không là bác sĩ.